Mình hướng dẫn các bạn nhận token Sava. Đầu tiên các bạn click vào phần kênh thứ nhất của mình, join vào kênh Telegram của nó nha các bạn. Để mình coi cái nó kèo này. Các bạn nhận 50 ETH free nha các bạn, chính thôi nha các bạn. Rồi. Hello, welcome Sava channel, report Sava and hello you get 5000 token Sava là bằng 5 ETH for verify and I up and 1000 token Sava. 1 token Sava là bằng đâu cả 1 đô thôi. Một số token Sava là bằng 0.005. Rồi con này cũng ngon các bạn ta. Bari mà. Rồi. Lúc cấp cha 5 5 7. 5 trừ 7 còn mấy tự. Có 5000 mà thiếu nợ 7000 còn âm 2. Ờ vô thấy không? Mình cũng khá rồi. Rồi, đầu tiên các bạn join vào kênh Telegram thứ nhất của nó nè. Tới cho nên cái bình luận này các bạn. Hi hi hi. Bạn thoát ra nha các bạn. Rồi, các bạn join vào kênh channel thứ hai của nó nè. 5000 toka Sava bằng 3.5 ETH cũng ngon rồi. Rồi các bạn thoát ra các bạn. Rồi các bạn follow server của nó nè. Fan follow server. Nó kêu follow không mà chứ không có gì hết các bạn. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình nha các bạn. Cái kênh cái kèo cái kênh Agent Bro của mình, clip bộ Agent của mình hôm mình có làm á, đăng lên cho bạn mấy tô cặn cái nó dễ trơn. Mà mình đã hôm mình kênh mình bị dính bản quyền không có đăng lên được kênh này. Không. Rồi các bạn. Phan các bạn chờ lót chút máy quá lót chậm. Rồi các bạn like cho nó vài bài nha các bạn. Like cho nó vài bài đi các bạn. Đủ, có người nhận nè. Chắc mình là giọng hay quá. Rồi. Các bạn đảo ra lại nha các bạn. Rồi submit da button butterfly and không phiên tắt. Rồi bấm bấm vô vô tắt nha các bạn. Submit nè. Nói gì yêu cầu gì đây. Rồi yêu cầu enter username thay word à, còng thay word hay ta win u nhà nhà v n n h 9. Rồi ok enter thay word revet url. Mấy bạn follow mấy bạn chia sẻ cái mới được các bạn. Nam quên chia sẻ copy là test lại cái bình luận cho nó. Rồi các bạn fan. Rồi các bạn test cho cái bình luận các bạn sao chép đến liên kết nha các bạn. Sao chép liên kết server nữa. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi các bạn bắt vào enter username enter you thay username. Giới thiệu được không ta enter vô telegram a còng anh 0329931577 0329931577 enter email anh Nhân Quỳnh 591@gmail.com. Rồi bắt địa chỉ ETH ERC20 vô copy nha các bạn. Các bạn nhớ chờ chút nữa các bạn. Ồ, này lên 83, ngon quá. Đồng bát này, đồng bát token này ai em dựa vô quá lên. Các bạn sao chép lên nha các bạn. Rồi các bạn vào kênh Telegram lên. Bát vô nha các bạn. Rồi email theo word anh em
Rồi các bạn bấm ba lần nha các bạn. Rồi các bạn lấy liên kết mình chia sẻ cho mình, nhận được 5.000 sao ba nữa các bạn. Rồi mình quất thêm kèo ai góp thứ hai luôn nha các bạn. Con này có tên là Esano Bot nhập con vô tấm ta thế kia. Rồi cấp cha Z. Yes. Hai e g s n chúng ta. Rồi con này là có tên là e s n x, con này 50 đô ta. Ồ miếng này gấp 5 đô nè, một ghép là 25 đô ta. Rồi con này rất ngon nha các bạn. Các bạn nhớ vô con này, các bạn đầu tiên các bạn bấm join kênh, tham gia kênh Telegram nữa nè. Rồi các bạn join 4-3 kênh Telegram của nó nè. Các bạn join vào nha các bạn. Các bạn ghi vô chữ mình quen này, join kênh channel thứ hai của nó nè. Các bạn join vào nha các bạn. Rồi các bạn join vào kênh Telegram channel của nó nè. Các bạn join vào nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi các bạn follow theo word của nó nha các bạn. Các bạn bấm theo dõi nha các bạn. Không. Hát thiệt giấc này. Rồi. Các bạn like cho nó vài bài nha các bạn. Like cho nó vài bài đi rồi mình test lên cái bình luận đi các bạn. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi các bạn bấm ba lần. Rồi submit. Vô submit me mail ta. Không phải let a book. Cái này mình không biết. Cái này thông báo thôi. Submit. How you your net. Này kêu user Telegram các bạn ơi. À cộng anh 0329931577. How you hỏi ơi, nó hỏi có ship ngay cho nào không bấm. Thông báo có. Nikita submit me câu hỏi user Telegram ta cộng anh 0329931577. Sao nó không có để chữ Z ta? Mời bấm Z bạn ơi. Thôi mình thì bấm Z chứ. Do you follow the word yet luôn. Rồi, yet địa chỉ ERC20 vô nha các bạn. ERC20. Các bạn sao chép nè. Các bạn vô lại kênh Telegram của nó nè. Bắt địa chỉ nữa. Rồi Savin này rồi bấm ba lần thôi. Sao kỹ ta. Rồi bạn gì video của mình em đã xong các bạn. Các bạn lấy link nha bạn. Các bạn gì việc lấy link chia sẻ cho
cho bạn bè và người thân các bạn nhận được 25x này nè các bạn. Rồi vậy video của mình đến đây kết thúc nha các bạn. Vậy là mới góp gì đúng rồi các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn nha các bạn.